Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là liên quan tới Tòa án hình sự quốc tế. Tòa án hình sự quốc tế gọi tắt là ICC đề nghị bắt giữ thủ tướng do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Vào ngày hôm qua, 20 tháng 5, công tố viên trưởng là Karim Khan của Tòa án hình sự quốc tế cho biết rằng ông đang xin trát để bắt giữ Thủ tướng Do Thái, đó là ông Benjamin Netanyahu và thủ lĩnh của phe Hamas là Haja Simwa với cáo buộc về tội ác chiến tranh cũng như tội ác chống lại nhân loại trong cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas. Ngoài ra, công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế cũng xin lệnh truy nã Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái là ông Joab Galen. Bên cạnh đó là người đứng đầu lữ đoàn al Qassam của Hamas là Mohammed Diab Ibrahim al-Masi, được biết đến nhiều với tên gọi là Mohammed Diab và lãnh đạo chính trị của phe Hamas là Ismail Hidniya. Ba nhà lãnh đạo của Hamas bị cáo buộc là đã tiêu diệt giết người, bắt giữ con tin, hãm hiếp và tấn công tình dục tại nơi giam giữ. Trong khi đó, ông Netanyahu và ông Gallen bị cáo buộc là đã gây ra sự tiêu diệt, gây ra nạn đói như một phương thức chiến tranh, bao gồm việc từ chối cung cấp cứu trợ nhân đạo, cố tình nhắm vào thường dân trong cuộc xung đột, vân vân. Một hội đồng thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ xem xét đơn xin lệnh bắt giữ của công tố viên Khan. Trước đó, khi đưa tin Tòa án hình sự quốc tế xem xét lệnh bắt giữ nhân vật lãnh đạo của do Thái xuất hiện vào tháng 4. Thủ tướng do Thái là ông Benjamin Netanyahu tuyên bố bất kỳ lệnh bắt giữ nào của tòa án công lý quốc tế đối với các viên chức quân sự và chính phủ do Thái sẽ là sự xúc phạm với quy mô lịch sử. Ông nhấn mạnh rằng do Thái có một hệ thống pháp luật độc lập để điều tra mọi hành vi vi phạm pháp luật. Hoa Kỳ và do Thái không phải là thành viên của tòa án hình sự quốc tế. Tuy nhiên, Tòa án hình sự quốc tế tuyên bố họ có quyền hạn đối với giả Gaza, phía đông của Jerusalem và khu vực bờ Tây, sau khi các nhà lãnh đạo của Palestine chính thức đồng ý tuân theo các nguyên tắc thành lập của tòa án vào năm 2015. Chân dung người có thể sắp trở thành tổng thống lâm thời Iran, Máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã rơi tại một vùng núi hẻo lánh ở miền bắc nước này hôm 19 tháng 5. Toàn bộ đoàn, bao gồm Tổng thống và Ngoại trưởng, được tuyên bố thiệt mạng. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokber được dự đoán sẽ là người đảm nhiệm vị trí thay thế ông Raisi. Theo Hiến pháp Iran, trong trường hợp Tổng thống qua đời hoặc mất năng lực, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ tiếp quản và thực hiện các chức trách của Tổng thống cho đến khi một cuộc bầu cử được tổ chức trong thời gian tối đa là 50 ngày không giống các quốc gia khác chức vụ phó tổng thống thứ nhất của iran là vị trí được bổ nhiệm chứ không phải do dân bầu Phó Tổng thống đảm nhận một số quyền hạn của Thủ tướng sau khi chức vụ này bị bãi bỏ vào năm 1989. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống, ông Mokber có 14 năm là người đứng đầu của CETAT, một tập đoàn kinh tế hùng mạnh chủ yếu tập trung vào các hoạt động từ thiện. Theo một cuộc điều tra của Reuters, CETAT nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của lãnh đạo tối cao Iran, ước tính trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim. CETAT có nhiệm vụ quản lý, bán những tài sản bị bỏ hoang sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran và chuyển phần lớn số tiền thu được cho các tổ chức từ thiện. Chính phủ Phần Lan đề nghị dự luật từ chối tất cả những người di cư đến từ nước Nga. Thủ tướng Phần Lan là ông Pateri Oppo cho biết rằng, vào tuần tới, chính phủ do ông đứng đầu sẽ đề nghị một dự luật cho phép lực lượng tuần tra biên giới từ chối những người Nga xin tị nạn đang tìm cách nhập cảnh vào Hòa Lan. Phần Lan đã đóng cửa biên giới với Nga vào năm 2023 để ngăn chặn dòng người tị nạn ngày càng gia tăng đến từ các quốc gia như là Syria và Somalia, đồng thời cáo buộc rằng phía Nga đang thúc đẩy làn sóng người di cư đến Phần Lan và cả khối liệt châu Âu, trong khi phía Nga bác bỏ cáo buộc này. Dự luật mà chính phủ liên minh cánh hữu của Thủ tướng Oppo dự định đề nghị, thừa nhận việc đưa người di cư trở lại nước Nga mà không giải quyết đơn xin tị nạn của họ là vi phạm các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Phần Lan. Thế nhưng, ông cho rằng việc áp dụng luật này sẽ chỉ mang tính tạm thời và hạn chế. Thủ tướng Phần Lan cho biết rằng đề nghị nói trên sẽ được đệ trình lên quốc hội trong tuần tới và sẽ được Ủy ban Hiến pháp xem xét. Để được thông qua thì dự luật này cần phải được sự ủng hộ của ít nhất là 83% số nghị sĩ và đây là một tiêu chuẩn cao cần thiết cho các vấn đề hiến pháp. Theo số liệu của lực lượng tuần tra biên giới của Phần Lan, kể từ khi quốc gia Bắc Âu này đóng cửa các trạm biên giới trên bộ với nước Nga, thì số người di cư đã vượt qua biên giới từ nước Nga vào Phần Lan giảm xuống, chỉ còn chưa tới 40 người, trong khi con số này vào hồi năm ngoái là khoảng 1.300 người việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới trên bộ vẫn được chính phủ Phần Lan cho phép. Giới hữu trách của Phần Lan cho rằng luật mới sẽ càng trở nên cần thiết vì thời tiết ấm lên sẽ giúp cho việc di chuyển quay trở lại của người di cư trở nên thuận lợi hơn. Thi thể vô thừa nhận ở Canada tăng vọt vì phí mai táng đắt đỏ. Một số tỉnh ở Canada ghi nhận lượng thi thể trong nhà xác không được người thân nhận về tăng vọt khi chi phí mai táng ngày càng đắt đỏ. Tại Ontario, tỉnh Đông Nhất, Canada, số thi thể vô thừa nhận tăng lên gần 1.200 người vào năm 2023, từ mức 242 người một thập niên trước. Giới chức cho biết họ xác định được người thân của hầu hết các thi thể này, nhưng thân nhân không thể đến nhận vì nhiều lý do, phần lớn là khó khăn về tài chính. Đây là nguyên nhân khiến 20% số thi thể không được nhận về năm 2022, tăng lên mức 24% trong năm 2023. Thật đáng buồn khi những người này ra đi mà không có ai lo liệu, đưa tiễn. Đức Hoyer, quan chức tỉnh Ontario nói, ở Ontario thi thể được coi là vô thừa nhận sau khi qua đời 24 tiếng mà không có thân nhân tới nhận về, nhưng giới chức có thể nỗ lực tìm người thân trong nhiều tuần. Nếu người thân xác nhận họ không thể nhận thi thể, giới chức sẽ làm việc với nhà tang lễ để tổ chức mai táng đơn giản. Trong thời gian chờ đợi thi thể được bảo quản trong nhà xác hoặc các cơ sở lưu trữ lạnh, theo tập đoàn Mount Pleasant chuyên về dịch vụ mai táng, chi phí cho một ngôi mộ người lớn là 2.800 Mỹ Kim, nhưng tăng tới 34.000 Mỹ Kim ở trung tâm Toronto, chưa bao gồm phí làm đám tang, bia mộ, thuế và các hạng mục liên quan. Tập đoàn Mount Pleasant điều hành 10 nghĩa trang, 9 nhà tang lễ, 4 nhà hỏa táng trên khắp khu vực đại Toronto, GoFundMe, nền tảng gây quỹ trực tuyến cho biết số người xin cộng đồng góp tiền để mai táng người thân đã tăng từ 36 vào năm 2013 lên hơn 10.200 người năm 2023. Trước tình hình này, chính phủ Canada hồi tháng 4 công bố khoảng bổ sung 1.800 Mỹ Kim trợ cấp tử tuất, một phần trong gói trợ cấp hưu trí. Chính phủ Pháp đưa 1.000 cảnh sát tới New Caledonia để dẹp loạn. Nước Pháp đã đưa 1.000 cảnh sát tới vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp đó là New Caledonia để ổn định tình hình trong lúc tình trạng bạo loạn xảy ra tại đây. Cuộc biểu tình bùng phát tại New Caledonia vào tuần trước sau khi Quốc hội Pháp thông qua đề nghị sửa đổi hiến pháp, trong đó cho phép những người sinh sống ở quần đảo này ít nhất là 10 năm được quyền tham gia các cuộc bầu cử tại đây. Điều này khiến cho người bản địa Kanak bất bình. Giới lãnh đạo địa phương cho rằng hành động này sẽ khiến cho lá phiếu của người Kanak bị mất đi giá trị. Các cuộc bạo loạn cho tới nay đã khiến cho 6 người bị thiệt mạng. Nhiều cơ sở kinh doanh và các hãng xe hơi bị đốt cháy, một số cửa tiệm thì bị cướp phá. Nhiều con đường bị rào chắn khiến cho người dân gặp khó khăn trong việc mua bán thực phẩm cũng như thuốc men. Va chạm tàu thuyền trên sông Đa Nước, 7 người thiệt mạng và mất tích. Cảnh sát Hungary cho biết có ít nhất hai người đã thiệt mạng và 5 người mất tích trong một vụ nghi là va chạm tàu thuyền xảy ra trên sông Danube phía bắc thủ đô Budapest. Cảnh sát nước này cho biết đã nhận được thông báo trước đó về một người đàn ông bị thương bên bờ sông Danube gần thị trấn Veros, cách Budapest khoảng 50 cây số về phía bắc. Qua xác minh, người đàn ông này có liên quan đến một vụ tai nạn tàu thuyền. Sau đó, cảnh sát phát hiện thêm thi thể một nam giới và một phụ nữ ở gần địa điểm trên. Mở rộng tìm kiếm, cảnh sát Hungary tìm thấy một chiếc thuyền bị hư hại, chìm dưới sông và lôi vào bờ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 5 người mất tích, đều là người trưởng thành và được cho là đã có mặt trên thuyền vào thời điểm gặp nạn. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định có một tàu thuộc sở hữu của khách sạn di chuyển ở khu vực trên vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện cảnh sát đang tạm giữ một con tàu tình nghi ở gần thành phố Komarom, cách điểm xảy ra tai nạn hơn 80 số về phía thượng nguồn tỷ lệ sinh sản trên toàn thế giới đang giảm đi tới mức đáng báo động tỷ lệ sinh sản đang giảm ở hầu hết các khu vực trên thế giới đối với phụ nữ ở mọi mức lợi tức rồi trình độ học vấn cũng như nghề nghiệp sự suy giảm này có tác động to lớn tới lối sống tốc độ phát triển của các nền kinh tế và vị thế lâu dài của các siêu cường trên thế giới theo wall street journal thế giới đang tiến tới một cột mốc nhân khẩu học đáng kinh ngạc khi đó, tỷ lệ sinh con của mỗi phụ nữ sẽ thấp hơn ở mức 2.2. Tỷ lệ sinh cần thiết để các quốc gia duy trì dân số ổn định hay còn gọi là tỷ lệ thay thế. Trên thực tế, ở các quốc gia có lợi tức cao, tỷ lệ sinh sản đã nằm dưới mức 2.2 từ những năm 1970 và giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Đến năm 2023, mặc dù đã vượt qua trung cộng và trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới, nhưng tỷ lệ sinh sản tại Ấn Độ vẫn ở dưới mức thay thế, tức là dưới mức 2.2. Nhiều người đứng đầu đất nước Ấn Độ xem việc giảm tỷ lệ sinh sản dưới mức thay thế là một vấn đề cấp bách quốc gia. Họ lo ngại lực lượng lao động sẽ bị thu hẹp, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và lương hưu sẽ bị thiếu hụt. Đặc biệt, sức sống của xã hội sẽ giảm bớt khi số lượng trẻ em ngày càng ít đi. Tại các siêu cường như là Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga thì quy mô dân số thu hẹp, đồng nghĩa với sức ảnh hưởng toàn cầu thu hẹp đi. Các nhà nhân khẩu học cho biết rằng dân số của thế giới đã giảm liên tiếp suốt 40 năm qua. Đây là một hiện tượng hiếm khi xảy ra trong lịch sử của nhân loại. Các chính trị gia của Hoa Kỳ gọi tỷ lệ sinh sản giảm đi là mối đe dọa lớn đối với nền văn minh phương Tây. Vào năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida tuyên bố, tỷ lệ sinh sản giảm đi đã khiến cho nước Nhật đang đứng trước nguy cơ không thể hoạt động như một xã hội thực thụ. Trong khi đó, Thủ tướng Ý là ông Georgia Meloni lại xem việc nâng cao tổng sản phẩm quốc nội GDP nhân khẩu học là vấn đề hàng đầu hiện nay.